Khẩu trang, thứ vật dụng đơn giản, rẻ tiền và thông dụng này được giới chức y tế và nhiều người tin rằng đó là người bạn đồng hành cần thiết để giúp chúng ta ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Nhưng cũng có không ít người lại phản đối việc bắt buộc phải đeo nó bởi nhiều lý do như đó là vấn đề tự do cá nhân, cơ địa của một số người không thích hợp với khẩu trang, hay đơn giản là không đeo vì không thích, không đeo vì thấy phiền phức. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát cách đây 2 năm, thì đồng thời câu chuyện quy định đeo khẩu trang hay không và dùng nó khi nào, ở đâu luôn là vấn đề gây tranh cãi. Thậm chí nó còn gây chia rẽ nội bộ quốc gia như ở Mỹ. Dù thế nào thì khẩu trang vẫn là một trong những thứ thông dụng trong thời kỳ dịch bệnh, bên cạnh xà phòng và nước sát khuẩn. Đây là quang cảnh các nghị sĩ Mỹ tiến vào phòng họp Thượng viện trong Điện Capitol ngày 29 tháng 7 vừa qua. Nếu là cách đây 2 năm thì điều này hết sức bình thường. Nhưng cũng trong ngày hôm đó, nước Mỹ ghi nhận hơn 49.000 ca mắc COVID-19 mới, đứng đầu thế giới và cũng là mức cao nhất trong 6 tháng. Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ khuyến cáo đeo khẩu trang ở không gian kín, ngay cả khi đã tiêm vaccine ngừa COVID-19, dù trước đó nước này đã bỏ quy định đeo khẩu trang. 50 nghị sĩ Cộng hòa diễu hành tới văn phòng Thượng viện. Họ đi sát bên nhau và không một ai đeo khẩu trang. Thông điệp mà họ muốn đưa ra đã quá rõ ràng. Thậm chí, nghị sĩ Chip Roy còn đề nghị đóng cửa Hạ viện Mỹ như một động thái phản đối quy định mới về đeo khẩu trang. Một số khác thì cáo buộc quy định đeo khẩu trang là độc đoán và mang tính chính trị. Nhưng nhiều người khác thì không nghĩ như vậy. Cảnh sát đồi Capitol được chỉ thị bắt giữ những người không đeo khẩu trang trong trụ sở Quốc hội Mỹ nếu họ từ chối rời tòa nhà hoặc quyết không đeo khẩu trang, bất kể họ đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 hay chưa. Các ca mắc do biến thể mới Delta đang tăng lên, và thực tế là số người đã tiêm chủng ở Louisiana không nhiều. Vì vậy, tôi tạm thời khôi phục yêu cầu đeo khẩu trang trên toàn tiểu bang Louisiana cho tất cả mọi người, cả đã tiêm chủng và chưa tiêm chủng, khi họ ở trong nhà và nơi công cộng. Đây vốn là chủ đề gây tranh cãi tại Mỹ ngay từ những ngày đầu dịch bệnh hoành hành ở quốc gia này. Và đến nay, hơn một năm đã qua đi, vấn đề nóng trở lại và đặc biệt nhạy cảm khi các trường học tại Mỹ đang chuẩn bị đón một năm học mới trong làn sóng dịch thứ ba. Các trường học không nên bắt buộc trẻ em đeo khẩu trang ở trường. Quyết định này thuộc về các bậc phụ huynh. Thống đốc bang Florida DeSantis thậm chí còn tuyên bố không loại trừ khả năng cắt giảm ngân sách hoặc treo tiền thưởng của các nhân viên làm việc ở những trường học cố tình bắt buộc đeo khẩu trang. Trong khi các bang như Texas và Arizona cũng theo gót Florida cấm bắt buộc đeo khẩu trang, thì bang do phe Dân Chủ nắm quyền lãnh đạo như New York, Illinois đã áp dụng quy định này với mọi học sinh sinh viên. Mạnh mẽ hơn, bang California thông báo rằng những học sinh đến trường mà không đeo khẩu trang sẽ bị từ chối tiếp nhận. Đây cũng là điều kiện bắt buộc để mở cửa trường học trở lại. Tình trạng mỗi nơi một kiểu này khiến Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chính sách Khẩn cấp về Dịch bệnh Truyền nhiễm tại Boston, bà Nahis Badelia đã phải thốt lên rằng các thống đốc bang có cách phản ứng như thể họ đang ở hai quốc gia khác nhau vậy. Tuy nhiên đến nay, khuyến nghị đeo khẩu trang trong không gian kín được áp dụng tại 90% địa phương trên cả nước. Nhiều doanh nghiệp Mỹ đã bắt buộc nhân viên đeo khẩu trang trở lại. Cơ quan hàng không liên bang Mỹ đề xuất khoản tiền phạt lên tới $9,000 cho những ai không đeo khẩu trang khi lên máy bay, sau khi cơ quan này phải xử lý tới 2.867 trường hợp hành khách không tuân thủ việc đeo khẩu trang phòng bệnh và gây rối kể từ đầu năm tới nay. Riêng trong 7 tháng đầu năm nay, số các vụ vi phạm kiểu này đã cao gấp 3 lần con số của cả năm ngoái. Số tiền phạt của năm 2021 mà cơ quan hàng không liên bang Mỹ dự kiến thu về có thể lên tới hơn $1,000,000. Không thể bỏ qua khuyến cáo của CDC Mỹ khi mà số ca mắc COVID-19 ở trẻ em trong một tuần cuối tháng 8 đã lên tới 180.000 em, tăng gấp 4 lần so với mức 38.000 ca một tuần vào tháng 7 và tăng lên mức chưa từng thấy kể từ đợt bùng phát dịch mùa đông năm ngoái. Mới đây, đã có trường hợp một giáo viên ở ngoại ô thành phố San Francisco, bang California, lây COVID-19 cho 12 học sinh của mình. Điều đáng nói là giáo viên này chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19,
trong khi bang California trở thành bang đầu tiên ở Mỹ yêu cầu tất cả giáo viên và nhân viên trường học phải tiêm vaccine ngừa COVID-19 hoặc phải xét nghiệm COVID-19 hàng tuần khi các trường học mở cửa trở lại. Cách tốt nhất để bảo vệ trẻ em khi đến trường là những người xung quanh chúng, ở nhà và ở trường đều phải tiêm vaccine. Bên cạnh đó, cần phải đeo khẩu trang cho tất cả học sinh và nhân viên trong trường học để duy trì môi trường an toàn cho trẻ nhỏ. Hiện ở Mỹ, chỉ có nhóm trẻ em từ 12 đến 17 tuổi được chỉ định tiêm vaccine ngừa COVID-19. Nhóm dưới 12 tuổi có thể còn phải chờ nhiều tháng nữa và đang là nạn nhân của dịch bệnh. Việc bao phủ vaccine mới chỉ tới 50% số dân. Có lẽ người dân Mỹ chưa thể đoạn tuyệt được với chiếc khẩu trang. Còn tại Israel, từng là quốc gia có tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 cao nhất thế giới. Tháng 3 năm nay, với gần 70% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ, cuộc sống ở Israel đã bình thường trở lại. Khẩu trang không còn xuất hiện ở nơi công cộng. Nhưng chỉ 5 tháng sau, trong tháng 8, số ca nhiễm COVID-19 mới trung bình mỗi ngày ở Israel là 5.950 trường hợp. Biến thể Delta chiếm khoảng 90% số ca nhiễm. Một chiến dịch tiêm thần tốc vaccine cho trẻ em và tiêm mũi tăng cường thứ ba đã được thực hiện xuyên đêm. Yêu cầu đeo khẩu trang được tái áp dụng trở lại. Nhiều quốc gia cũng đã tái áp dụng quy định đeo khẩu trang ở nơi công cộng sau khi ghi nhận sự gia tăng đột biến các ca lây nhiễm biến thể Delta. Tại các nước phương Tây, nhiều người đã đánh đồng quy định khẩu trang với vi phạm quyền riêng tư. Tại châu Á, đeo khẩu trang dễ được chấp nhận hơn do thói quen sử dụng khẩu trang từ trước khi xảy ra đại dịch, nhất là vào mùa cúm. Đây đơn giản là hành động an toàn và thận trọng, tương tự như rửa tay và tránh tiếp xúc với người khác nếu đã nhiễm bệnh. Với đà lây nhiễm nhanh chóng của các biến thể, Bộ Y tế Malaysia mới đây còn khuyến cáo đeo hai khẩu trang cùng tấm chắn giọt bắn, nhất là với những người chưa được tiêm vaccine. Sử dụng hai khẩu trang giúp bảo vệ tới 96% trong việc chống lại sự tiếp xúc với virus, bao gồm cả biến thể Delta, rất dễ lây lan. Trong khi đó, việc sử dụng một chiếc khẩu trang duy nhất có khả năng bảo vệ 65% khi chống lại các giọt nhỏ. Không đồng quan điểm này, những mô phỏng từ siêu máy tính Nhật Bản cho thấy không cần thiết đeo hai khẩu trang cùng một lúc mà chỉ cần dùng một chiếc khẩu trang vừa vặn với khuôn mặt để phòng ngừa lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Các nhà nghiên cứu của công ty Riken và Đại học Kobe đã sử dụng siêu máy tính Fugaku để thiết lập mô hình di chuyển của các phân tử virus từ những người đeo các loại khẩu trang khác nhau và kể cả những đối tượng cùng lúc sử dụng nhiều loại khẩu trang. Kết quả cho thấy, việc sử dụng khẩu trang y tế làm từ chất liệu vải không dệt có hiệu quả 85% trong việc chặn virus, song chiếc khẩu trang cần vừa vặn với người dùng, cụ thể là ôm sát mặt và trùm kín mũi. Trong khi đó, nếu dùng thêm chiếc khẩu trang làm từ sợi polyurethane, hiệu quả phòng dịch chỉ tăng thêm 4% lên mức 89%. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc sử dụng hai chiếc khẩu trang vải là không hữu ích do điều này tạo ra khoảng trống không khí giữa hai chiếc khẩu trang và những kẽ hở ở viền khẩu trang. Theo đó, các phân tử virus vẫn có thể xâm nhập vào cơ thể. Theo đánh giá của nhóm nghiên cứu này, khẩu trang N95 loại siêu cấp sẽ là công cụ tốt nhất để bảo vệ chống lại sự lây lan. Tiếp đó là khẩu trang không dệt, khẩu trang vải và cuối cùng là khẩu trang làm từ sợi polyurethane. Đại dịch COVID-19 đã thổi bùng lên những tranh cãi gay gắt về chiếc khẩu trang, nhưng ít ai biết rằng vật dụng nhỏ bé này vẫn luôn đồng hành cùng nhân loại từ rất lâu rồi và cũng đã trải qua những giai đoạn dịch bệnh rất lớn. Kể từ thế kỷ 13, nhà thám hiểm người Italia Marco Polo đặt chân đến Trung Quốc. Ông vinh dự được một vị quan lớn của nước sở tại mời yến tiệc. Tại bữa tiệc, Marco Polo vô cùng kinh ngạc khi thấy những người hầu đeo quanh miệng một mảnh vải lụa. Ông được giải thích rằng mảnh vải đó giúp ngăn hơi thở của những người phục vụ phả vào thức ăn. Cho tới thế kỷ 17, dịch hạch lan tràn khắp châu Âu. Bác sĩ Charles Delhomme làm việc tại Bệnh viện Saint Louis của Pháp nhận thấy nhiều đồng nghiệp của ông bị lây bệnh khi tham gia mổ tử thi. Bác sĩ Delhomme cho rằng có lẽ là do khí bốc ra từ xác chết khiến họ bị lây bệnh và vì thế cần một thứ gì đó để cách ly mũi của họ với cái mùi đáng sợ kia. Và thế là chiếc khẩu trang đầu tiên của nhân loại ra đời. Đáng chú ý, phần hình mỏ chim bằng gỗ này, bên trong nó có chứa thảo mộc. Khi tiếp xúc với tử thi, bác sĩ đeo khẩu trang mỏ chim cùng với chiếc áo choàng dài tới gót chân. Tới đại dịch cúm năm 1918, các bác sĩ người Anh đã chế ra loại khẩu trang che miệng từ một cuộn băng gạc băng vết thương buộc túm hai đầu bằng một sợi dây rồi vòng qua gáy. Đó cũng chính là chiếc khẩu trang đại chúng đầu tiên.
Kể từ đó đến nay, chiếc khẩu trang được thiết kế phong phú về kiểu dáng và chất liệu. Thậm chí trong đại dịch COVID-19, nó còn trở thành một sản phẩm thời trang hay được đúc bằng vàng. Tuy nhiên, ý nghĩa cuối cùng của chiếc khẩu trang là bảo vệ cơ thể trước sự xâm nhập của virus, vi khuẩn, của bụi bẩn. Có lẽ vì thế mà các quy định đeo khẩu trang vẫn được tái áp dụng mỗi khi có một làn sóng dịch mới. Việc dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang chỉ nên được thực hiện dựa trên các yếu tố gồm mức độ lây lan dịch bệnh trong khu vực và quy mô tiêm chủng vaccine. Cũng theo Tổ chức Y tế Thế giới, sử dụng khẩu trang vẫn là một phần trong chiến lược toàn diện nhằm kiểm soát COVID-19. Dù thế nào, đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà đã trở thành một thói quen đối với nhiều người. In many Asian countries face...